Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ Bảy, ngày 23 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những tin đáng chú ý sau đây. Lâm Đồng tái canh cải tạo 7.062 hecta cà phê. Một theo dòng thời sự, Lâm Đồng và bài toán quản lý dự án du lịch. Lái xe sử dụng chất kích thích. Hiệu quả camera an ninh ở Lâm Hà. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt kế hoạch và phân bổ kinh phí thực hiện tái canh cải tạo giống cà phê gắn với phát triển cà phê bền vững năm 2019. Theo đó, diện tích cà phê tái canh ghép cải tạo trong năm 2019 sẽ là 7.062 hecta, gồm tái canh cà phê vối 3.298 hecta, tái canh cà phê chè 220 hecta, ghép cải tạo cà phê vối 3.544 hecta, xây dựng hai vườn ươm sản xuất giống cà phê chè. Hộ nghèo, cận nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số khi thực hiện tái canh ghép cải tạo vườn cà phê sẽ được hỗ trợ 75% kinh phí mua giống. Với các hộ và doanh nghiệp khác được tổ chức tín dụng cho vay vốn với lãi suất ưu đãi. Để đảm bảo chương trình tái canh cải tạo cà phê đạt hiệu quả tốt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chỉ hỗ trợ tái canh ghép cải tạo cà phê trong vùng quy hoạch phát triển cà phê của tỉnh, đảm bảo không gây biến động về diện tích, sản lượng và thu nhập của người trồng cà phê, sử dụng giống tốt, có nguồn gốc đã được công nhận, gắn với phát triển cà phê bền vững, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của cà phê Lâm Đồng trên thị trường. Lâm Đồng hiện có khoảng 150.000 hecta cà phê, sản lượng bình quân hàng năm đạt 350.000 tấn, đứng thứ hai cả nước về diện tích và sản lượng, chỉ sau tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, giá trị cà phê của tỉnh Lâm Đồng hiện vẫn đang dẫn đầu vì chất lượng cà phê không ngừng được cải thiện. Bên cạnh đó, Lâm Đồng còn sở hữu diện tích cà phê chè Arabica lớn nhất nước, với giá trị cao gấp 2 đến 3 lần so với các giống cà phê thông thường. Hôm qua 22 tháng 2 tại huyện Đạ Tẻ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Lâm Đồng năm 2019, với sự tham dự của các đơn vị trong ngành nông nghiệp và lãnh đạo các địa phương. Trong năm 2018, giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp Lâm Đồng đạt 38.700 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất bình quân 169 triệu đồng trên một hecta, vừa kế hoạch đề ra, có 87 trên 116 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 54%, tăng 0,4%. Diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ gần 55.000 hecta. Diện tích tái canh cà phê đạt gần 9.000 hecta. Diện tích gieo trồng năm 2018 đạt gần 384.000 hecta. Tổng đàn gia súc đạt hơn 596.000 con. Toàn tỉnh đã trồng được hơn 1.700 hecta rừng trồng tập trung, giao khoán bảo vệ hơn 431.000 hecta. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp Lâm Đồng vẫn còn gặp khó khăn, hạn chế, như việc triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành tại một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Công tác trồng rừng năm 2018 gặp nhiều khó khăn, các vụ vi phạm luật quản lý bảo vệ rừng ngày càng phức tạp, tiến độ triển khai của một số dự án còn chậm. Tại hội nghị triển khai kế hoạch ngành năm 2019, ngành nông nghiệp Lâm Đồng xác định chủ đề hành động là xây dựng nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới, và đã chú trọng 6 nhiệm vụ trọng tâm của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Lâm Đồng từ nay đến hết năm 2019. Cụ thể là cơ cấu lại ngành, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng toàn diện, bền vững và hiện đại, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh, xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống của cư dân nông thôn, phát triển hạ tầng, nâng cao năng lực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ và sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm. Năm 2019, phấn đấu 57.000 hecta ứng dụng công nghệ cao, tăng từ 5 đến 5,5% giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên 2.500 hecta diện tích đất kém hiệu quả. Riêng nhiệm vụ phát triển nông thôn ba huyện Đạ Oai, Đạ Tẻ, Cát Tiên tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác trong liên kết sản xuất và tiêu thụ, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo, triển khai đào tạo nghề nông nghiệp, triển khai quy hoạch bố trí dân đến năm 2020,
định hướng năm 2025. Để hoàn thành các mục tiêu trên, ngành nông nghiệp cũng đưa ra các giải pháp cụ thể là tiếp tục triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh thâm canh cây trồng theo hướng ứng dụng công nghệ cao, hiện đại hóa khâu sản xuất rau hoa, tiếp tục thực hiện tốt chính sách bảo vệ đất lúa, đầu tư cải tạo giống cây công nghiệp dài ngày, nâng cao tỷ trọng của ngành chăn nuôi, tăng cường kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp, chất lượng nông sản, tiếp tục hỗ trợ hình thành và phát triển các chuỗi sản xuất. Phần tiếp theo của bản tin thời sự tối nay, tỉnh Lâm Đồng có 89 xã, phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Mục theo dòng thời sự, quyết liệt xử lý những vi phạm của các dự án, tạo môi trường thu hút đầu tư, bài toán quản lý dự án du lịch của tỉnh Lâm Đồng. Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Lào tỉnh Lâm Đồng gặp mặt sinh viên, học sinh đang học tập tại Học viện Lục quân và Trường Đại học Đà Lạt. Tham dự có lãnh đạo các ngành của tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Học viện Lục quân. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Bình Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, khẳng định truyền thống tốt đẹp Việt Nam Lào nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng, mối quan hệ thủy chung son sắt bền vững này luôn được nhân dân hai nước vun đắp, tô thắm tình hữu nghị đúng như lời căn dặn sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Việt Lào hai nước chúng ta tình sâu hơn nước Hoàng Hà Cửu Long. Qua buổi gặp mặt hôm nay là dịp để các học viên, sinh viên cảm nhận sâu sắc và đầy đủ hơn về lịch sử truyền thống tình đoàn kết hữu nghị giữa nhà nước và nhân dân Việt Nam Lào. Đồng thời mong muốn học sinh, sinh viên đang học tập nghiên cứu tại Học viện Lục quân Đại học Đà Lạt không ngừng phấn đấu học tập, tích lũy kiến thức để sau này trở về thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và có nhiều đóng góp hữu ích trong kiến thiết xây dựng đất nước Lào phát triển. Đại diện học viên, sinh viên Lào cảm ơn sự quan tâm kịp thời của các cấp các ngành của tỉnh Lâm Đồng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cả về vật chất lẫn tinh thần, đảm bảo tốt trong quá trình học tập. Nhân dịp này, Hội Hữu nghị Việt Lào và các ngành chức năng của tỉnh cũng đã tặng quà cho các học viên, sinh viên Lào, thể hiện tình cảm tình đoàn kết giữa hai đất nước và tỉnh Lâm Đồng ngày càng bền chặt. Được biết hiện nay trên địa bàn tỉnh có 22 học viên, sinh viên Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đang học tập tại Học viện Lục quân và Trường Đại học Đà Lạt. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định về việc công nhận lại 89 xã, phường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020. Theo đó, thành phố Đà Lạt có 12 phường và 4 xã, tiếp đến là huyện Đức Trọng, Đơn Dương và huyện Lâm Hà. Mỗi địa phương có 10 xã. Thành phố Bảo Lộc có 9 phường, xã, huyện Đà Oai có 8 xã. Các huyện Di Linh, Bảo Lâm, Đà Tẻ và Cát Tiên, mỗi địa phương có 5 xã. Riêng huyện Đam Rông và huyện Lạc Dương, mỗi địa phương có 3 xã, được công nhận là đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020. Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 được Bộ Y tế ban hành theo quyết định số 4667 ngày 7 tháng 11 năm 2014. Theo đó, việc đánh giá y tế xã được thực hiện trên 10 tiêu chí, bao gồm chỉ đạo, điều hành công tác chăm sóc sức khỏe, nhân lực y tế, cơ sở hạ tầng trạm y tế xã, trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác, kế hoạch tài chính, y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, khám bệnh chữa bệnh, phục hồi chức năng và y học cổ truyền, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, dân số, kế hoạch hóa gia đình, truyền thông, giáo dục sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên địa bàn tỉnh, một số dự án về du lịch được cấp phép nhưng hoạt động không hiệu quả, để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất xung quanh khu vực. Cá biệt, có dự án bán vé khi chưa được cấp phép, dự án xây dựng không phép gây ảnh hưởng đến tài nguyên thiên nhiên, mất mỹ quan và ảnh hưởng đến phát triển du lịch và thu hút đầu tư của Lâm Đồng. Ngành chức năng cần có giải pháp mạnh tay để xử lý và quản lý thực trạng này. Phản ánh trong một theo dòng thời sự, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Làm hàng rào, tự ý bán vé vào cổng khi chưa được cấp phép. Thực tế này đã xảy ra trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019 tại điểm du lịch tự phát cây thông Cô Đơn thuộc khu du lịch quốc gia Đăng Kia, Suối Vàng, huyện Lạc Dương. Điều đáng nói là trước đây địa điểm này được mở tự do để mọi người chụp ảnh và cắm trại. Thực trạng này đã gây bức xúc đối với nhiều du khách. Chặn lại và thu tiền mua vé thì điều đó không ổn lắm.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương đã chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin kiểm tra phối hợp với Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, tạm dừng hoạt động bán vé vào cổng điểm du lịch tự phát cây thông Cô Đơn thuộc khu du lịch quốc gia Đăng Kia Suối Vàng. Đến thời điểm hiện nay thì việc mà tổ chức bán vé thì của vườn quốc gia đã dừng và Ủy ban nhân huyện cũng tiếp tục chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin cùng thị trấn Lạc Dương và các cơ quan liên quan để thực hiện nghiêm cái nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh. Sự việc tại điểm du lịch tự phát cây thông Cô Đơn thuộc khu du lịch quốc gia Đăng Kia Suối Vàng huyện Lạc Dương cho thấy công tác quản lý hoạt động của các dự án đầu tư về du lịch hiện nay trên địa bàn Lâm Đồng chưa được chặt chẽ. Một số dự án được Ủy ban nhân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư để xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm đất trái phép xung quanh. Đơn cử như khu du lịch Thác Voi, thị trấn Nam Bang, huyện Lâm Hà. Tình trạng xây dựng trái phép tại khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, v.v. Thống kê tại khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, phường 3, Đà Lạt, có không dưới 5 dự án để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép. Tại khu du lịch được cấp giấy chứng nhận đầu tư của công ty cổ phần Nhật Nguyên, nằm trong khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt doanh nghiệp này 70 triệu đồng và buộc tháo dỡ các dự án xây dựng trái phép. Qua quá trình các ban ngành kiểm tra, thì chúng tôi nhận thấy là hai cái công trình mà tôi làm tạm bằng tranh lá dứa như vậy mà tôi thấy là không đúng. Thì thực hiện quyết định của Ủy ban thành phố, thì chúng tôi đã tiến hành cho tháo dỡ toàn bộ và hoàn nguyên lại hiện như trạng ban đầu. Hoạt động thì chúng tôi đã đóng cửa và chỉ triển khai cái công tác là quản lý, bảo vệ tất cả những cây rừng và những cái tài sản hiện có trên đất. Cái tình trạng lấn chiếm đất là trước đây là cái khu đất mà của bà Nguyễn Thị Bắc lấn chiếm của Thác Voi. Cái diện tích đó đã nằm trong cái sổ đỏ của Thác Voi và đã có bản đồ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã giao cho công ty Thuận Việt. Công ty Thuận Việt rất là mong muốn thu lại tất cả những cái diện tích đất mà các cái hộ dân đã lấn chiếm và giao qua cho công ty Thuận Việt để cho công ty Thuận Việt dễ dàng đầu tư thêm và để mở rộng thêm cái ngành du lịch để phát triển cho nói chung là huyện Lâm Hà và nói riêng là cái tỉnh Lâm Đồng của chúng ta ngày hôm nay. Về những cái vi phạm thì hiện nay tỉnh cũng đã có cái chỉ đạo rất cụ thể đối với các sở ngành và các địa phương. Vì những trường hợp nào vi phạm thì cũng sẽ tiếp tục là nghiêm túc xử lý để đảm bảo được cái trật tự kỷ cương. Việc ra quyết định xử lý các dự án sai quy định trong quá trình triển khai dự án sẽ góp phần hạn chế vi phạm của các doanh nghiệp đầu tư trên lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có gần 200 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Tính riêng trong năm 2018, tổng vốn đầu tư trên lĩnh vực này đạt khoảng 1.000 tỷ đồng. Với nhiều loại hình du lịch mới như du lịch thông minh, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch canh nông, du lịch trải nghiệm, tạo thêm nhiều sản phẩm mới thu hút du khách đến với Đà Lạt, Lâm Đồng. Không thể phủ nhận hiệu quả trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo công ăn việc làm cho người lao động mà các dự án đầu tư trên lĩnh vực du lịch mang lại. Nhưng để thực hiện tốt công tác quản lý, thu hút nhiều dự án và tạo ấn tượng cho du khách, thì ngành chức năng cũng như chính quyền địa phương cần tập trung nhiều giải pháp. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư để nhanh tiến độ đầu tư, tạo sản phẩm dịch vụ du lịch mới hấp dẫn phục vụ khách du lịch, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch, nâng mức ưu đãi, giảm thuế sử dụng đất đối với các dự án đầu tư, hoạt động kinh doanh các lĩnh vực cơ sở lưu trú, du lịch, lữ hành, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Song song đó, cần xử lý nghiêm các dự án hoạt động không hiệu quả, tránh tình trạng sang nhượng dự án, lấn chiếm đất dự án xây dựng trái phép. Giải pháp trước mắt của chúng tôi là tăng cường cái việc kiểm tra, giám sát cái hoạt động đầu tư đối với các nhà đầu tư trong khu du lịch. Ban quản lý cũng phối hợp với các sở ngành và chính quyền địa phương xử lý các cái khó khăn vướng mắc của nhà đầu tư, và đồng thời một cái biện pháp mà chúng tôi cũng thấy hết sức là quan trọng đó là cái việc mà xử lý nghiêm túc những cái sai phạm mà của nhà đầu tư có trong khu du lịch Hồ Tuyền Lâm. Ủy ban nhân huyện mong muốn luôn có sự hỗ trợ, phối hợp và giúp đỡ của Sở Văn hóa Thông tin cũng như các cơ quan liên quan để hỗ trợ cho huyện trong việc hướng dẫn cũng như là để thực hiện đúng các cái quy định về phát triển du lịch. Lâm Đồng, Đà Lạt từ lâu đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế. Mỗi năm địa phương đón gần 7 triệu lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan thưởng lãm. Nhưng để khẳng định được vị thế này, thì ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng cần quyết liệt xử lý ngay những vi phạm trong quá trình thực hiện dự án của các doanh nghiệp, tạo môi trường thu hút đầu tư,
để du lịch dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tiếp tục chương trình là những tin vắn đáng chú ý khác. Chiều hôm qua 22 tháng 2, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã có buổi làm việc với Sở Y tế Lâm Đồng về tiến độ thực hiện dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2. Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân vay vốn ADB được triển khai từ năm 2014 đến 2019. Mục tiêu hỗ trợ phát triển hệ thống y tế nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng cao của nhân dân năm tỉnh Tây Nguyên, đặc biệt là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng thiệt thòi khác. Dự án gồm 3 hợp phần, gồm hợp phần A là tăng cường chăm sóc sức khỏe tại tuyến xã, hợp phần B là cải thiện chất lượng và tiếp cận dịch vụ y tế tại bệnh viện, hợp phần C là tăng cường năng lực quản lý tại các tuyến. Sau 4 năm thực hiện, số nội dung hoạt động gồm xây dựng cơ bản, mua sắm đấu thầu, tuyển tư vấn, đào tạo, truyền thông, quản lý dự án đã được triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, với tiến độ thực hiện các nội dung nêu trên đạt tỷ lệ từ 60 đến 80% kế hoạch giao. Năm 2019, tỉnh Lâm Đồng được phân bổ hơn 99 tỷ đồng để tiếp tục triển khai và hoàn thiện các nội dung trong chương trình của dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2. Kết luận tại buổi làm việc, đại diện Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã ghi nhận những kết quả mà tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện trong các hợp phần của dự án và đề nghị trong năm 2019, ngành y tế Lâm Đồng tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung của dự án để người dân được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Hướng đến kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Lạt phối hợp với nhãn hàng Adiva tổ chức tọa đàm Phụ nữ khỏe, đẹp, tự tin, thành công trong cuộc sống. Tham dự tọa đàm có khoảng 300 chị em phụ nữ tuổi từ 30 đến 50. Tham gia tọa đàm, các chị em được các chuyên gia, các bác sĩ chuyên ngành trao đổi, giải đáp các vấn đề liên quan tới sức khỏe, sắc đẹp và tư vấn làm đẹp nhằm mục đích trang bị cho các chị em phụ nữ những kiến thức cơ bản để chăm sóc bản thân khỏe hơn, đẹp hơn. Từ đó, mang đến sự tự tin, giúp phụ nữ chủ động và thành công hơn trong cuộc sống. Dịp này, nhãn hàng Adiva cũng tư vấn và soi da miễn phí cho các chị em phụ nữ. Ngày 22 tháng 2, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với các bị cáo Phan Minh Châu, Lê Văn Duy và các đồng phạm về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Theo cáo trạng, vào khoảng 22 giờ ngày 7 tháng 2 năm 2018, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an phường 2 thành phố Đà Lạt ập vào bắt quả tang Phan Minh Châu, Lê Văn Duy và 12 đối tượng khác đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức xóc dĩa ăn tiền tại một căn nhà trên đường Đinh Tiên Hoàng. Tang vật thu giữ tại chiếu bạc trên 46 triệu đồng và các dụng cụ dùng để đánh bạc. Tại phiên sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Lạt đã tuyên phạt Phan Minh Châu là người trực tiếp tổ chức đánh bạc 60 tháng tù giam. Lê Văn Duy được Phan Minh Châu nhờ xóc đĩa nhận mức án 12 tháng tù. 12 bị cáo khác bị truy tố về tội đánh bạc và chịu mức án từ 36 đến 42 tháng tù giam, đồng thời phải nộp phạt từ 5 triệu đến 20 triệu đồng. Riêng Phan Minh Châu đã chấp hành bản án trên, còn các bị cáo khác đã kháng cáo lên Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Tại phiên tòa phúc thẩm, xét thấy các bị cáo đã biết ăn năn hối cải, lại có nhân thân tốt, đồng thời căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo, nên Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt mỗi bị cáo từ 30 đến 42 tháng tù giam, cho hưởng án treo, giảm từ 3 đến 6 tháng tù so với phiên sơ thẩm. Riêng Lê Văn Duy, với vai trò là người hỗ trợ Phan Minh Châu tổ chức đánh bạc, không hưởng lợi gì nên không truy cứu trách nhiệm hình sự và bị xử phạt hành chính 50 triệu đồng. Thặng dư thương mại của cả nước đạt 860 triệu đô la Mỹ. Làm gì để xử lý tình trạng lái xe sử dụng chất kích thích là thông tin đáng chú ý của phần tin trong nước. Tổng cục Hải quan vừa công bố số liệu thương mại Việt Nam trong tháng 1 năm nay với mức thặng dư đạt 860 triệu đô la Mỹ, đối lập mức thâm hụt lên tới gần 1 tỷ đô la Mỹ trong nửa đầu tháng. Trong khi quy mô thâm hụt thương mại của khu vực nội địa giảm mạnh, khối FDI đóng góp lớn vào kết quả thặng dư thương mại của cả nước. Tuy nhiên, hoạt động thương mại tăng trưởng chậm lại trên cả hai phương diện xuất khẩu và nhập khẩu.
Số liệu thương mại tháng 1 còn thể hiện một số điểm nhấn quan trọng, gồm doanh nghiệp thu xuất khẩu từ thị trường Trung Quốc giảm mạnh, doanh thu xuất khẩu tại thị trường Bắc Mỹ tăng đột biến, sự trỗi dậy của các thành phố công nghiệp như là Hải Phòng, Hải Dương trên bản đồ thương mại Việt Nam. Nhìn chung hoạt động thương mại của Việt Nam đang ghi nhận cả thay đổi chính yếu, gồm khả năng sụt giảm nhu cầu từ thị trường Trung Quốc và ảnh hưởng từ căng thẳng thương mại thế giới. Thời gian gần đây, cơ quan công an liên tiếp phát hiện các trường hợp lái xe, chở khách và chở hàng hóa dương tính với ma túy. Ngày 20 tháng 2, trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, Cục Cảnh sát Giao thông kiểm tra nồng độ cồn và các chất ma túy và tiếp tục phát hiện tài xế dương tính với ma túy. Chiếc xe bồn này của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhiên liệu hàng không Việt Nam đang trên đường từ Hải Phòng đi Hà Nội. Khi đến trạm xuất vé trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng thì bị Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn và các chất ma túy khác theo kế hoạch. Qua test nhanh ma túy bằng que thử của Trung tâm Giám định Ma túy Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an thì đã phát hiện lái xe này dương tính với ma túy. Qua kết quả kiểm tra mẫu nước tiểu của lái xe thì chúng tôi đã tiến hành kiểm tra trên 3 que thử. Thì kết quả đều cho kết quả thống nhất duy nhất là đều dương tính với cái nhóm cần sa. Cụ thể đây là có hoạt chất THC. Lái xe này tên Tạ Duy Tấn, sinh năm 1988 tại Hà Nội. Theo cơ quan chức năng, đây là trường hợp đầu tiên phát hiện dương tính với nhóm cần sa. Điều này rất nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông vì tài xế dương tính với ma túy điều khiển phương tiện lưu thông trên cao tốc. Nhưng mà anh là người lái xe thì anh suy nghĩ nào về cái việc mà sử dụng chất kích thích như ma túy để điều khiển cái phương tiện giao thông? Cái đấy là nguy hiểm anh ạ. Cái này em về em phải suy nghĩ lại và kiểm điểm lại hơn. Sau rút kinh nghiệm, tôi xin khuyến cáo với tất cả các lái xe, cũng như không riêng gì xe ô tô, không riêng gì đầu kéo hay các cái loại xe siêu trường siêu trọng và cả những người tham gia giao thông. Khi đã uống rượu bia là không được phép lái xe, kể cả xe máy, kể cả xe đạp hay bất kể phương tiện nào đã ra đường tham gia giao thông là phải chấp hành nghiêm chỉnh. Theo quy định thì lái xe dương tính với ma túy sẽ bị xử lý vi phạm hành chính, cùng với đó là cơ quan chức năng sẽ tạm giữ phương tiện 7 ngày. Thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông, đến nay lực lượng Cục Cảnh sát Giao thông đã phát hiện 8 trường hợp lái xe dương tính với ma túy. Điều này cho thấy tình trạng lái xe sử dụng chất kích thích rất đáng lo ngại và đang có xu hướng tăng lên. Chính vì vậy, cùng với việc ra quân kiểm tra xử lý lái xe vi phạm trên các tuyến quốc lộ, cần có chế tài mạnh với những doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân sử dụng các đối tượng lao động này, bởi những hung thần này có thể gây ra thảm họa đau lòng bất cứ lúc nào. Thông tin cuối của bản tin thời sự tối nay, camera an ninh ở Lâm Hà có phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội ở địa phương. Thời gian qua, tình hình tội phạm tuy giảm nhưng vẫn còn diễn biến khá phức tạp. Phương thức thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, gây không ít khó khăn trong công tác đấu tranh, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Trước thực tế đó, nhiều mô hình phòng chống tội phạm mới được ra đời, mang lại hiệu quả cao và được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Điển hình trong số đó là mô hình camera an ninh trên địa bàn huyện Lâm Hà. Phản ánh của phóng viên thời sự. Chưa đầy 2 km, nhưng nhiều tuyến đường điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà đã được lắp đặt hàng chục camera an ninh phòng chống tội phạm. Với người dân địa phương, tuy mới được triển khai thực hiện trong thời gian ngắn, nhưng đã mang lại hiệu quả thiết thực. Từ 13 mắt camera với kinh phí trên 600 triệu đồng do nhân dân đóng góp, không chỉ giúp sức cho lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông mà còn tạo sự an tâm cho người dân. Từ đó mô hình này được nhân dân trên địa bàn hoàn toàn ủng hộ. Bắt camera này nó hợp tình hợp lý. Thứ nhất là cái tệ nạn xã hội bây giờ phức tạp. Chung là nhiều lúc đường xá, xe cộ có va quẹt ngoài đường ấy, thì cái camera này thì bên anh em an ninh công an nó cũng đỡ bớt phần nào. Nói về cái sự đồng thuận với nhân dân và được nhân dân nhiệt tình ủng hộ, đây là chúng tôi cũng nỗ lực cái phấn đấu và là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân để nhân dân hiểu được cái mục đích, cái yêu cầu, ý nghĩa cái hệ thống mắt camera an ninh này. Cho nên chúng tôi để trên là hệ thống camera an ninh, cho nên là giúp cho bà con nhân dân hoặc là những cái đối tượng muốn trộm cắp thì cũng chúng nó cũng e dè rồi cũng không thể thực hiện được. Chúng tôi sẽ tiến hành là triển khai rộng khắp cho toàn thể nhân dân
là tiếp tục là năm 2019 này thì chúng tôi mắc mỗi thôn ít nhất phải 2 mắt camera nữa. Đây là công tác là vận động của nhân dân để nhân dân tự tham gia bảo vệ an ninh trật tự của địa phương. Đấy, đây cũng là làm cho động lực giữ gìn được trật tự để cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong những thời gian tiếp theo. Tương tự như vậy, với một địa bàn kinh tế đang phát triển như Tân Hà, trên các tuyến khu vực lắp camera an ninh, tình hình an ninh trật tự chuyển biến tích cực. Dữ liệu camera ghi lại giúp cho cơ quan chức năng nhận định, đánh giá đúng về đối tượng, phục vụ tốt công tác truy xét, truy bắt đối tượng gây án, xử lý chính xác các vụ việc về an ninh trật tự, vi phạm về môi trường. Đặc biệt, ngoài hệ thống camera dọc các tuyến đường, nhiều hộ dân, cơ quan đã chủ động lắp đặt camera giám sát ngay trước cổng nhà, trụ sở và được kết nối với máy chủ đặt tại Ủy ban Nhân dân xã Tân Hà. Từ đó, lực lượng chức năng thường xuyên theo dõi và nhanh chóng phát hiện xử lý thành công các vụ việc. Chương trình này thì là chúng tôi thì bên cơ quan chúng tôi thì cũng ủng hộ một cái mắt camera. Đấy, và trong cái anh chị em nhà tôi thì cũng có cái đóng góp ủng hộ. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền cho nhân dân về cái hiệu quả của cái camera. Và bà con thì cũng hưởng ứng để lắp. Đã được triển khai rộng rãi trên địa bàn 11 thôn và đã được các mạnh thường quân ủng hộ nhiệt tình. Trong đó chủ yếu là xã hội hóa, kinh phí chủ yếu là do các cơ quan đóng trên địa bàn, các tổ chức doanh nghiệp họ hỗ trợ cho cái mô hình này. Hiện nay cũng đã được lắp đặt trên 25 mắt camera an ninh. Do vậy, trong quá trình tổ chức thực hiện, cái mô hình này đạt hiệu quả vô cùng hiệu quả. Sau gần 5 tháng triển khai đi vào hoạt động, 22 camera chuyên dụng với kinh phí trên 2 tỷ đồng, giám sát tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội được lắp đặt ở những vị trí chủ chốt, khu dân cư đông đúc, nơi tình hình an ninh trật tự có tính chất phức tạp trên địa bàn huyện Lâm Hà đã phát huy hiệu quả. Song song đó, các tuyến xã, thị trấn, công an huyện đã tham mưu xây dựng 16 mô hình camera an ninh với gần 200 mắt và gần 1.200 mắt camera của người dân tự trang bị. Từ khi đưa vào sử dụng, ngành chức năng và công an huyện Lâm Hà đã xác minh làm rõ hàng chục vụ trộm cắp tài sản, 5 vụ tai nạn giao thông và nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Qua đó góp phần nâng cao ý thức của người dân địa phương trong việc tự giác chấp hành pháp luật và là kênh thông tin quan trọng giúp lực lượng công an theo dõi, quản lý tình hình an ninh trật tự, kịp thời nhận dạng, phát hiện và theo dõi các đối tượng nghi vấn để có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh và truy xét tội phạm trên địa bàn. Có những vụ chúng tôi là trích xuất được các camera đấy, trích xuất được cái diễn biến của vụ tai nạn để chúng tôi làm cái cơ sở mà tiếp để có cái cơ sở mà có những cái biện pháp điều tra tiếp theo. Đấy, rồi đối với những vụ tai nạn giao thông bỏ chạy để chúng tôi cũng là từ camera chúng tôi cũng đã là đối tượng bỏ chạy thì chúng tôi từ camera chúng tôi là trích xuất được và chúng tôi cũng đã là bắt được đối tượng mà bỏ chạy khi mà xảy ra vụ tai nạn giao thông. Cái thời gian đến chúng tôi làm tốt hơn nữa cái chức năng tham mưu cho cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở, một mặt là hỗ trợ về mặt kinh phí, hai là tuyên truyền phát động đến nhân dân để xã hội hóa, làm sao đó để củng cố thêm cái số lượng cũng như cái chất lượng của camera trên địa bàn để giám sát mọi cái diễn biến của xã hội, trong đó có cái lĩnh vực về trật tự an toàn xã hội, và đặc biệt là thực hiện ý kiến chỉ đạo của ban an toàn giao thông của lãnh đạo công an tỉnh, thì chúng tôi sẽ khai thác cái vấn đề các cái camera chuyên dụng của địa phương trong cái vấn đề là xử lý nguội về cái vấn đề vi phạm trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới như một số địa bàn thành phố lớn đã làm trong thời gian qua. Mô hình camera an ninh ở huyện Lâm Hà đã và đang phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời phát huy được nội lực của toàn xã hội trong việc tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, được nhân dân địa phương hết sức đồng tình và ủng hộ. Đây thực sự là một mũi tấn công hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự, sẽ được huyện Lâm Hà nhân rộng trong thời gian tới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.